Xin chào tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn là chiếc Honda Lead 125 phân khối phiên bản đặc biệt màu bạc. Màu này là màu nhám. Và như các bạn đã biết thì Lead năm 2024 thì Honda Việt Nam sẽ không cho ra mẫu mới. Mình nghĩ chắc là phải cuối năm 2024 nó mới cho ra mẫu 2025 luôn. Nhưng mà trong video này thì mình không có nói về vấn đề đấy, cũng như là mình không có review về chiếc xe này, mà mình muốn làm một cái video trả lời cái thắc mắc của các bạn, cũng như là làm một cái bài test thực tế luôn. Đó chính là các bạn cũng đã biết được là những cái dòng xe phổ thông hiện nay đều được trang bị khóa thông minh Smart Key như thế này. Đây, cho những bạn nào chưa biết thì một cái xe mới sẽ có một chùm chìa khóa như này, gồm hai cái remote ở bên trong. Đây chính là hai cái remote để điều khiển xe. Và nó sẽ không cần dùng chìa nữa, không cần dùng chìa để chúng ta cắm vào ổ như những cái dòng xe ngày xưa. Bây giờ thì tất nhiên là vẫn còn phiên bản sử dụng chìa khóa thường nữa. Nhưng mà quay trở lại cái chuyện khóa Smart Key là chúng ta sẽ dùng điều khiển này. Mở đây, ở đây sẽ có sẵn cái tay núm vặn lên để đè nổ ra đi luôn, chứ không cần phải chìa khóa nó dính vào đây. Còn cái remote này, cái điều khiển này thì các bạn có thể đút ở trong túi hoặc là để ở trong người. Thì nhiều bạn có thắc mắc rằng là nếu như trong trường hợp mà cái chìa khóa này ở trong người, ví dụ như gặp cái trường hợp xấu, có kẻ cướp người ta cướp xe của các bạn nhưng mà chìa khóa vẫn ở trong người của các bạn, thì người ta lấy xe thì xe nó có tự động tắt máy khi mà xe rời xa chìa khóa hay không, thì mình sẽ làm một video test thực tế luôn để trả lời cho các bạn. Và mình sẽ lấy chiếc Lead đặc biệt này để làm mẫu nhá. Cùng mình bắt đầu video này thôi. Đầu tiên thì mình xin nói qua một chút về cái nguyên lý hoạt động của cái dòng xe mà được trang bị khóa thông minh Smart Key. Tức là cái remote này ở trên này, các bạn cần phải mở phím chìa khóa này cho đèn ở trên màu xanh thì các bạn mới có thể kết nối được giữa xe và chìa khóa. Lúc này thì xe mới cho phép các bạn mở khóa để vặn lên có điện rồi các bạn mới đè nổ đi được. Còn nếu như trong trường hợp các bạn tắt chìa khóa về màu đỏ, đây nhá, mình sẽ tắt cả hai chìa khóa luôn, thì xe sẽ không thể mở lên được. Đây các bạn có thể thấy nhá. Đấy, sẽ không thể mở lên được để các bạn có thể vặn được cái ổ khóa này, cũng như là đồng thời là mở điện lên để đi. Còn một cái nữa đó chính là cái khoảng cách kết nối giữa remote, giữa cái chìa khóa này và xe là xấp xỉ 2m nhá. Mình ví dụ mình đã mở màu xanh, mình ấn lên rồi. Đây các bạn có thể thấy nhá, mở lên bình thường nhá, mình tắt đi này. Đấy, thì mình vẫn để màu xanh nhá, nhưng mình sẽ mang chìa khóa này ra xa, mình chưa tắt về màu đỏ nhá, các bạn chú ý nhá. Đây, mình sẽ mang ra đây. Ok chưa, mình để ở đây nhá. Đấy các bạn thấy nhá, thì cái xe này lập tức nó sẽ khóa lại. Tức là khi mà mình đã vặn tắt ổ khóa này về ọt rồi thì xe nó sẽ khóa lại. Và mình cho dù mình có đến gần mình vặn hay là mình có kết nối thì cũng không thể kết nối được. Thì các bạn chú ý là cái khoảng cách kết nối giữa remote và xe là xấp xỉ 2m. Mình phải nói qua cái nguyên lý như thế, thì để các bạn có thể nắm được là cái cách thức hoạt động của cái hệ thống khóa Smart Key như thế nào, thì sau đó mình mới làm bài test. Và chắc chắn là các bạn biết khi mà mua xe mới ấy, thì nó chỉ được phát hai cái chìa khóa này thôi, hai cái remote như thế này. Đấy, thì quay trở lại cái chuyện là nếu như trong trường hợp mà cái remote này không ở gần xe nhưng mà xe đã mở lên rồi, ví dụ như này nhá, mình để chìa khóa đây rồi mình mở khóa lên nhài đúng không, và mình đè lổ đi bình thường. Chờ mình một chút nhá, một tay cầm camera. Đấy các bạn thấy chưa, quay ở gần đường thì nó sẽ hơi ồn một chút nên là các bạn thông cảm nhá. Các bạn có thể thấy cái công tơ mét nó lên này. Đấy các bạn thấy chưa, thì nếu như trong trường hợp mà các bạn đang đi, ví dụ này rơi remote, rơi mất chìa khóa này, hoặc là trong trường hợp xấu mà người ta cướp xe của các bạn đấy, hoặc là đơn giản như thế này, có các bạn đang đứng cầm chìa khóa đứng gần này mà có ai người ta mở khóa, người ta ấn vào ổ khóa này, người ta kết nối, sau đó người ta mở lên, người ta vặn, người ta phóng đi, thì các bạn thắc mắc là nếu như chìa khóa không ở gần xe thì xe liệu là nó có tự động tắt máy hay không, thì mình sẽ làm luôn bài test ngay sau đây. Chứ mình trả lời thực tế qua những cái bình luận của các bạn cũng như là qua tin nhắn thì nhiều khi các bạn còn khá là mơ hồ cũng như là không tin đó là sự thật. Câu chuyện bây giờ là thứ nhất là cần phải chìa khóa ở gần để mở khóa lên đã, để kết nối và vặn ổ khóa lên, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cần phải chìa khóa ở gần và chìa khóa phải mở màu xanh thì các bạn mới có thể đè nổ đi được. Mình sẽ làm lại một lần nữa. Đây nhá, xe đang tắt máy nhá, mình sẽ đè nổ này. Các bạn có nghe thấy tiếng động cơ không? Ok nhá, giờ mình sẽ tắt máy đi. Tắt máy này, mở lại nhá. Và mình làm cái trường hợp là chìa khóa không ở gần nhưng vẫn mở màu xanh. Đây, ví dụ chìa khóa không ở gần nhưng vẫn mở màu xanh. Đây nhá, mình để ra xa nhá. Mình nó sẽ hơi lằng ngoằng một chút thì các bạn chịu khó thông cảm chờ nhá. Mình đã để ra xa với cái khoảng cách lớn hơn 2m. Thì giờ các bạn hãy chú ý nhá. Mình sẽ bóp phanh đè lổ nhưng mà sẽ không thể đè lổ được. Tức là không có chìa khóa gần sẽ không đè lổ được. Chờ mình một chút để mình lấy cái nét của cái cam này vì không có ai cầm máy quay. Đây các bạn sẽ nhìn nhá. Cái chìa khóa nó sẽ nhấp nháy như vậy. Đấy, mặc dù là mình đã bóp phanh đây, mình bóp phanh nhá. Không có ai cầm cho bực mình quá. Đây, mình sẽ bóp phanh và đè bình thường nhá, nhưng mỗi lần mình ấn đè này, các bạn thấy không? Đấy, cái đèn chìa khóa nó cứ nhấp nháy, tức là nó báo hiệu là chìa khóa đã không ở gần mặc dù là ổ khóa đã được mở lên. Đó, các bạn thấy không?
Đây mình sẽ làm lại nhé. Với dòng xe lít này sẽ bóp chặt tay phanh bên trái, tức là tay phanh phía sau. Thì sau đó mình ấn nút đề này các bạn này. Các bạn nhìn mình ấn nút đề này. Và nhìn cái biểu tượng chìa khóa trên màn hình đồng hồ nhé. Nó nhấp nháy mỗi khi mình ấn nút đề và xe không khởi động được. Đấy. Mặc dù là hơi ồn một chút nhưng chắc chắn các bạn sẽ nghe thấy cái động cơ nó không nổ. Đó. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Nếu như các bạn đã mở khóa lên rồi mà các bạn không có chìa khóa ở gần, hoặc là chìa khóa tắt về màu đỏ thì cũng sẽ nó sẽ không cho phép các bạn khởi động, mà nó chỉ nhấp nháy này thôi. Thế còn trường hợp thứ hai là các bạn đã khởi động được rồi thì nó sẽ như thế nào? Đây, mình sẽ cầm chìa khóa lại gần. Ok, mình sẽ cầm chìa khóa lại gần luôn nhé. Và mình sẽ đè lỗ. Và sau đó mình sẽ đi xe này luôn. Cả hai chìa khóa này luôn nhé. Các bạn nhìn nhé, đây là chìa khóa mới nhé. Rồi mình sẽ đè lỗ này. Khi mà chìa khóa ở gần thì chắc chắn là sẽ đè được này. Ok, đè lỗ được bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ để cả hai chìa khóa này ở nhà nhé. Coi như là chúng ta đang giả sử trường hợp là xe đã nổ máy, bị rơi chìa khóa, hoặc là bị cướp xe, hoặc là bị phóng xe đi mất. Mình để cả hai chìa khóa đây nhá. Ok chưa? Rồi, cùng mình phóng xe đi luôn nhé. Mình sẽ không tắt cái xe này, mình sẽ không tắt cái cam, mình sẽ không cắt đoạn nào cả, mình sẽ tua nhanh hơn một chút thôi để tránh trường hợp các bạn sợ lại mình chiêu trò thế này thế kia. Chị ơi, trông hộ em cái chùm chìa khóa nhá. Phải trông cái chìa khóa đấy không? Để đấy ông nào cũng nhắm lắm mất thì chết các bạn, vì đây là xe mới mà. Mình đang mượn để mình quay thử thôi. Chờ mình một chút nhá, đường nó đang hơi đông. Rồi mình sẽ phóng xe xa như này thì chắc là các bạn yên tâm rồi đúng không? Các bạn có thể thấy là mình đã chạy được gần 1 phút và không có hiện tượng xe chết máy cũng như là không có bất kỳ hiện tượng gì cả. Các bạn có thể thấy là xe vẫn đang sử dụng bình thường, mặc dù là cái khoảng cách giữa chìa khóa và xe đã là rất là xa rồi. Đó, thì các bạn có thể thấy là bây giờ thì các bạn có thể thấy là ở trên màn hình đang có cái biểu tượng hình chìa khóa nhấp nháy. Các bạn biết vì sao không? Sau khoảng độ xấp xỉ 1 phút thì mình đang chạy như này, không biết nó ồn, các bạn có nghe rõ không? Sau khoảng xấp xỉ 1 phút mà chìa khóa không ở gần xe thì các bạn sẽ thấy rằng là biểu tượng hình chìa khóa sẽ nhấp nháy, nhưng mà nó sẽ không nhấp nháy nhanh như kiểu là lúc mà mình ấn đề mà không có chìa khóa gần ấy, mà nó sẽ nhấp nháy chậm nhỉ, từng phát một như này. Nó sẽ báo hiệu cho các bạn rằng là chìa khóa đang không ở gần. Tuy nhiên thì xe vẫn cho các bạn tiếp tục hoạt động bình thường. Đấy, các bạn có thấy mình vẫn ga lên và sử dụng xe một cách bình thường. Đó, nó sẽ hơi kiểu dạng cái hình ảnh nó quay, mình quay nó hơi chồng chành một chút, cho nên các bạn thông cảm nhé. Các bạn thấy rằng vẫn nổ máy bình thường nhé. Đây, đèn còi xi nhan sử dụng bình thường. Đấy, và các bạn có thể thấy rằng là xe sử dụng bình thường khi mà không có chìa khóa ở gần. Thì các bạn biết được rồi đấy, câu trả lời rất là rõ ràng. Nếu như xe đã nổ máy mà chìa khóa không ở gần thì xe vẫn sử dụng bình thường. Nó chỉ có đèn báo lên màn hình đồng hồ để các bạn biết được rằng là thời điểm hiện tại xe đang không ở gần, chìa khóa đang không ở gần xe. Xin lỗi các bạn, chìa khóa đang không ở gần xe cũng như là không mở. Thì những cái trường hợp như này thì mình gặp là nó sẽ có hai trường hợp. Một là ví dụ như là cái pin chìa khóa các bạn yếu, nó tự tắt về đỏ, nó cũng sẽ báo như này. Hai là các bạn đi qua cái vùng nào nó nhiễu sóng ấy, ví dụ như là cột sóng, hay là cái chỗ là vùng nó kiểu dạng nó cái sóng từ cái đấy, đại loại như vậy. Mình không dành lắm về cái đấy, nhưng mà lý thuyết nó là như vậy, thì là nó không kết nối được giữa chìa khóa và xe thì nó sẽ báo như này. Còn cái trường hợp mà cướp thì mình cũng không mong các bạn xảy ra đâu, nhưng mà cái này là để video này là để cảnh báo các bạn rằng là cái khóa smart key nó sẽ không an toàn đến mức như các bạn tưởng tượng đâu. Nếu như chìa khóa mà đã được ở gần xe mà đã nổ rồi thì nó phóng xe đi không cần chìa khóa luôn, chứ làm gì nó sẽ không có cái chuyện là chìa khóa sẽ tự động xe sẽ tự động tắt máy khi mà chìa khóa không ở gần xe. Cái đó là các bạn buộc phải lắp thêm các cái thiết bị chống trộm hay là cái bộ bảo vệ xe, ví dụ như vậy. Các bộ chống trộm thì nếu như chìa khóa không ở gần xe thì nó sẽ tự động tắt. Đấy là những cái đấy các bạn phải mất tiền lắp thêm, chứ thực tế thì mặc định theo xe nó sẽ không có cái chức năng như thế nhá. Vậy các bạn chú ý nhá. Vậy thì quay trở lại cái chuyện là nếu như dừng xe lại như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Ví dụ xe chết máy thì đèn nó còi nó sẽ báo động như này. Để mình đè lổ lại. Đấy. Ví dụ như các bạn đang đi này, chẳng may là các bạn không biết để ý cái đèn này, nhưng nếu như chẳng may các bạn tắt vặn cái ổ khóa này nhá. Vặn tắt cái ổ khóa này về off này. Đấy, thì nó sẽ báo động như này. Thì trong cái thời gian báo động như này, các bạn cần phải vặn tắt mở, vặn mở lên luôn. Đấy, nó báo tít tít như thế là nó đang báo là chìa khóa đang không ở gần xe, thì các bạn cần phải vặn mở lên luôn để các bạn đè nổ đi được, để quay lại tìm chìa khóa nếu như bị rơi. Hoặc là ví dụ như chìa khóa bị hết pin thì các bạn có thể đi đến cái tiệm pin đồng hồ, thay pin đồng hồ ở các tiệm sửa chữa gần ấy, để các bạn thay cái pin chìa khóa. Ok, thì chắc là các bạn cũng đã hiểu được phần nào rồi. Thì giờ mình sẽ đi xe về nhá, để mình để chìa khóa lại gần thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái đèn nó sẽ không nhấp nháy nữa.
cho anh đi sang bên này. Ok, đã về tới nơi và các bạn nhìn chìa khóa vẫn nhấp nháy nhá. Nhưng mà mình đã về tới chỗ chìa khóa này rồi này. Khi mà về tới chỗ chìa khóa thì đèn đã không còn nhấp nháy nữa. Đấy các bạn thấy chưa? Khi mà chìa khóa đã ở gần và mở màu xanh rồi. Đây cái chiếc này vẫn mở màu xanh nhá, thì nó sẽ không còn nhấp nháy cái đèn biểu tượng hình chìa khóa nữa. Đấy thì xe nó cũng khá là thông minh đấy chứ đúng không? Vì vậy mà các bạn có thêm một cái thông tin nữa, cũng như là mình cũng đã test như thế này rồi thì chắc chắn là các bạn đã biết rằng là cái chìa khóa này nếu như không ở gần xe thì mặc dù là đã nổ máy đi được rồi thì nó sẽ vẫn tiếp tục sử dụng một cách bình thường nhá. Ok, có lẽ video này của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Trong quá trình mình quay video ấy, thì các bạn có bất kỳ góp ý, có câu hỏi nào với mình hay có thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Hãy nhớ rằng đây là chìa khóa của chiếc Lead này nhé, chứ mình cũng không có muốn chiêu trò hay là mất thời gian làm gì cả. Các bạn có thể thấy là cả hai chìa khóa này đều sử dụng được cho chiếc xe này một cách bình thường. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ok.